Tất cả các bạn đã quay lại với channel của mình. Mình là Jun đây, và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn một ca khúc mang tên là Tướng Quân. Và phần đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn là phần hợp âm các bạn nhé. Và cái video này sẽ là video có rất là nhiều điệu ban và những cái điệu nâng cao. Ok, chúng ta đã bắt đầu thôi. Yeah. Ok, và tông gốc bài này là tông đô thăng thứ, nhưng mà mình sẽ hướng dẫn các bạn ở tông la thứ nhé. Và các bạn lấy combo nè, kẹp vào ngăn số 4 thì nó sẽ đúng như tông gốc nhé. Các bạn kẹp vào ngăn số 2 á, nó sẽ là si thứ, ngăn 3 là đô thứ, và ngăn số 4 là đô thăng thứ. Và bạn nào hát cao hơn tông gốc á, có thể là kẹp lên ngăn 5, ngăn 6. Và bạn nào hát thấp hơn tông gốc có thể là kẹp xuống ngăn 3, ngăn 2, ngăn 1, hoặc là bỏ ra luôn nhé. Ok, và mình sẽ kẹp ngăn số 2 nè, để mình hát ví dụ cho các bạn. Mình vừa hướng dẫn mình vừa hát ví dụ nhé. Và hợp âm đầu tiên chúng ta có là hợp âm la thứ. Đây, đầu tiên ta bấm một ngón vào đây, một ngón vào đây, phần ngón vào đây. Đó, dây bass là gì? Số 5. Kế tiếp chúng ta gấp âm là đô trưởng. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, phần ngón vào đây. Dây bass là gì? Số 5. Kế tiếp là son trưởng. Đây, một ngón vào đây, một ngón vào đây, phần ngón vào đây. Dây bass là gì? Số 6. Kế tiếp là mi thứ, rất là đơn giản luôn, một ngón vào đây, phần ngón vào đây. Đó, dây bass là gì? Số 6 luôn. Và cuối cùng là pha trưởng. Đầu tiên ngón trỏ các bạn chặn hết khuôn số 1 nè, áp út vào đây, ngón út vào đây, và ngón giữa vào đây. Đó, dây bass là dây số 6. Và nếu bạn nào không muốn được pha chặn, các bạn có thể bấm pha mở, đơn giản hơn nhé. Một ngón vào đây, một ngón vào đây, và ngón trỏ chặn hết khuôn số 1 của dây số 1 và dây số 2 luôn. Dây bass là dây số 4. Và các bạn đánh dây số 4 cho đây nhé. Ok, chúng ta đã xong phần hợp âm, và bây giờ chúng ta xem là bài này đều những cái điều như thế nào nhé. Và mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái điều nâng cao luôn nhé. Ok, và cái đầu bài hát á, cái đoạn đầu á, thì các bạn nếu mà các bạn rải đơn giản á, thì các bạn chỉ cần rải là bass 3 2 1 3 đó, và nhịp 2 4 nhé các bạn. Ngàn vạn binh đầu dâng cao hơn về phía trước ta, chẳng làm ta bất an khi ta đang ở trước mặt nàng. Đó, đầu tiên là cái điều đó nhé. Nhưng mà bây giờ mình sẽ nhận các bạn một cách là nó một cái điều mà khó hơn, đó là bấm mute như thế này, nó nghe sẽ sôi động hơn á. Cái bass mute này các bạn sẽ chặn một cái bàn, cái phần thịt tay nè, vào phần gần cái gần ngựa đàn nè. Đó, chặn vào đây. Và chúng ta sẽ quạt xuống 8 phát nhé, 8 lần. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Và 8 lần quạt, 8 lần đánh xuống này. Nè, các bạn lưu ý là phải chặn vô đây nhé. Tại vì chúng ta không chặn vào á, thì tiếng đàn nó sẽ như thế này. Đó, chặn rồi. Đó, nghe cái tiếng bịch bịch vậy á. Thì hợp âm nào, ví dụ như la thứ đi, là dây bass dây 5 đúng không? Các bạn sẽ đánh thiên về dây 5 và đánh cho nó xuống phần dây 4 xíu nhé. Đó, và 8 cái lần đánh xuống này các bạn sẽ nhấn mạnh ở phách 1, phách 4 và phách 7 nhé. Nè, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Phát 1 này các bạn đếm nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, các bạn nhớ nhấn mạnh là phát 1, phát 4 và phát 7 nhé. Chứ là nếu mà các bạn đánh đều đều như vậy nè, đó thì nó nghe sẽ không có, nó kiểu như không có tiết tấu một xíu á. Mình đánh nhấn mạnh là 1 4 7 nhé. Sẽ điểm bằng cái điều đó. Và tới cái đoạn, hoặc là
các bạn có thể ba như thế này. Ngàn vạn binh đó dâng cao về phía trước ta. Chẳng làm ta bất an khi ta đang ở trước mặt ngàn. Đó, cái điệu ba này là ba kép và nó là nhịp 24, cái bài này nhịp 24. Nên là mình sẽ chia đôi cái băng kép ra như thế này. Đầu tiên mình sẽ đọc chậm toàn bộ công thức cho các bạn trước nhé, và mình sẽ hướng dẫn chi tiết sau như thế này. Bám lên xuống lên đọc lên xuống lên lên bám bám đọc lên xuống lên. Đó, và mình sẽ chia đôi ra thế này. Và cái bám đầu tiên thì các bạn sẽ quấn cái phần thịt này vào phần đàn, và đồng thời 42 ngón tay hoặc là 41 ngón cũng được. Đó, vào dây đàn thì nó sẽ thiên về máy dây chép các bạn nè. Đó, nó tạo ra một âm thanh một lượt á, cái phần ba thuộc với lại phần đưa ngón tay vào dây nè, đánh ngón tay vào dây nè, nó tạo ra một lượt nha, âm thanh nó vang lên một lượt. Đó, ba lên lên bằng hai ngón này luôn, lên xuống bằng hai ngón này luôn. Đó, xuống bằng ngón giữa chẳng hạn. Đó, đây ba lên xuống lên đập. Đó, ngón cái các bạn sẽ đập vào dây. Đó, đập lên xuống lên nghỉ lên ba ba đập lên xuống lên. Đó nè, toàn bộ như thế này. Và mình chia đôi nó ra như thế nào? Ở la thứ á, thì các bạn sẽ quấn một nửa thôi. Đó là các bạn chỉ quấn là bam lên xuống lên đập lên xuống. Đó, và chuyển qua đô trưởng sẽ là lên nghỉ lên bam bam đập lên xuống lên. Tương tự như vậy ở son trưởng cũng là bam lên xuống lên lên xuống, và chuyển về la thứ sẽ là lên nghỉ lên bam bam đập lên xuống lên. Đó, mình đọc chậm cho các bạn lấy cái tiết tấu trước nhé. Bam lên xuống lên đập lên xuống lên lên bam bam đập lên xuống lên. Các bạn có thể là tập chậm thôi nhé. Nè, và các bạn lưu ý nó là nhịp 24 cho nên là mình phải chia đôi cái công thức nó ra. Nè, 1 2 1 2 đó chuyển 1 2 chuyển 1 2 chuyển đó, thay vì 1 2 3 4 đó. Đây, các bạn nhìn thấy tên mình nhé. Các bạn có thể sử dụng một cái lạp bam kép hoặc là cái điệu bam mưu, và vào điệp khúc á các bạn sẽ đẩy tiết tấu lên. Dù sao nắng suốt đêm cho quên đi hai tháng mùa buồn, rằng người ta mãi thương nhưng tôi na 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 na. Ok, và công thức của điệp khúc này như thế này. Đó là bam lên đập bam xuống lên đập lên, cũng là cái bam như cái bam trước đó nhé, cũng là mình sẽ đánh vào thùng đàn và đồng thời búng hai ngón này ra. Đó, bam, nhưng mà lên lúc này lên bằng ngón cái. Đó, bam lên xuống lên đập
toàn bộ là như thế này các bạn. Bam lên đập, bam xuống lên đập lên. Đó, các bạn nhìn theo tay mình chú ý nhé. Lại một lần nữa nè. Bam lên đập, bam xuống lên đập lên. Đó, và mỗi hiệp âm các bạn sẽ quấn một lần như vậy nhé. Ở pha trưởng quấn một lần. Bam lên đập, bam xuống lên đập lên. Chuyển qua son. Bam lên đập, bam xuống lên đập lên. Mấy thứ. Bam lên đập, bam xuống lên đập lên. Là thứ. Bam lên đập, bam xuống lên đập lên. Đó. Đó. Dù sao lần suốt đêm sau khi xong cái điệp khúc thứ nhất thì các bạn sẽ quay lại cái vơ thứ hai, thì các bạn sẽ đánh một cái điệu như thế này. Đó, biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một nơi trú chân trong tim đã sao quá xa lạ. Dòng lệ nằm nhí không khi nào được rơi xuống đâu, giờ em chót trao thân ai nên đành phải buồn sầu. Dù sao nên suốt đêm chưa quên đi ngày tháng u buồn. Đó, đầu tiên mình sẽ đọc công thức cho các bạn trước nha. Đó là 3 3 2 1 5 2 3 2. Đó, và cái bam đầu tiên này á thì các bạn sẽ bốn cái dây bass ra. Nếu mà các bạn đánh hợp âm nào á thì sẽ dùng dây bass đó nhé. Là thứ sẽ là dây bass nhâm nhé. Đó, búng cái ngón cái ra và đồng thời cái phần thạch này nè đập vào thùng. Đó, ba và xong, 3 2 1 xong đập và xong là móc 2 3 2. Đó, toàn bộ là như thế này. Quấn một cả một combo như vậy trong một cái âm nhé các bạn. 3 3 2 1 5 2 3 2. Đó, đây. Ngàn vạn bình đẳng hướng cao về phía trước ta, chẳng làm ta bất an khi ta đang ở trước mặt nàng. Đầu đôi trời cao chẳng đau được dẫm lên ngôi sao. Dù sao nâng suốt đêm cho quên đi bay tan buồn, rằng người ta mãi thương nay cũng đã mỗi người một phương. Nàng còn hay nhớ chăng khi xưa ta đã nói những lời, dù ngày sau có ra sao ta vẫn muốn bên người thôi. Đó, ok, và cái bài này á không nhất thiết các bạn phải đánh những cái điệu nâng cao không, thì các bạn có thể đánh blue chẳng hạn. Rất đơn giản luôn, mà rất quen thuộc luôn như thế này. Biển rộng trời cao đâu cũng là nhà đối với ta, mà một nơi trú chân trong đêm đã sao quá xa lạ. Giọt lệ làm gì không khi nào được sẽ chuông đâu, mà giờ em cho trao thân ai nên đang phải buồn sầu. Dù tới cái đoạn điệp khúc các bạn sẽ đánh điệu disco như thế này. Dù giờ nâng suốt đêm cho quên đi ngày tháng, sử dụng blue hoặc là disco. Đó, thì không nhất thiết là các bạn phải đánh những cái điệu nâng cao, nhưng mà mình hướng dẫn các bạn cái điệu nâng cao cho các bạn có thể là
giúp cái bài hát các bạn nó sâu sắc, có màu sắc hơn, nó có nhiều màu sắc hơn nhé. Ok. Ok, và mình sẽ kết thúc video của mình tại đây. Nếu mà nào thấy hay cho mình một like, một subscribe và một share nhé. Và mình sẽ để lại phần âm và lời bài hát ở bên dưới phần mô tả cho các bạn nhé. Và bạn nào có thắc mắc gì các bạn comment nhé. Mình sẽ cố gắng giải đáp thắc mắc cho các bạn. Và chúc các bạn đã thành công và hẹn gặp lại các bạn ở các video kế tiếp. Ayo, chào tạm biệt và hẹn gặp lại.